Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình đây tiếp tục đi ra ngoài cánh đồng chỗ gần ruộng lúa của mọi người nhá. Đấy, vừa rồi nước khu này nó ngập băng mọi người ạ. Thế phát hiện ra rất nhiều cá lên đây mọi người nhá. Hôm nay anh em thấy nước đang rút nên là đi ra xem có con gì nó sót lại không mọi người nhá. Cũng thời gian vừa rồi cũng mình Linh cũng hơi bận nên chút việc nên hôm nay mới đi làm video cho mọi người xem được mọi người ạ. Mọi người thông cảm nhá. Mọi người ủi khoai đã đào đây. Khoai củ ấy. Ừ đây chắc khoai đấy củ. Hôm nọ đi khu qua khu này thấy cá lên đây nó búng kinh. Nhiều nhỉ. Bên này thời gian bận quá. Đợt vừa rồi chắc là cái đầm nhà đằng trên kia nó chắc vỡ ấy. Ấy có cá này. Ấy đây. Ui nó chạy rồi. Đấy. Đây. Để xem. Con gì ấy? Ui, chép. Chép. Ui vàng khe. Chép khe luôn. Ui được chép đầu tiên mọi người nhá. Chắc con này đéo ra phải không? Mắt đây rồi. Vào ngoài cái ruộng ngập nước này chắc cạn. Mẹ không đi đâu nữa rồi. Có mà hôm tôi đi trên đường tôi nhìn có cá trong này. Mình đi kiểu gì nhiều chuối ở đây. Mà có chép này chắc đúng ao nhà ai sảnh nhào. Nhảy. Ừ. Cua. Đem cua. Cua sữa sao đúng không? Tôi nhìn phát tôi biết cua sữa. Đấy. Đấy. Ui. Ông mày hai con sao ấy? Hai con luôn. Rồi. Lại chép rồi. Hai em lại sổ to đấy. Ui, thằng to thế. Đây, vàng khe nhỉ. Đấy. Ui, đẹp thế. Chính tổ bọn này là bị mắc cạn rồi. Đây mới có cái đầm mà. Cái loại đúng nhà kia bị vỡ đập ra. Phải là hôm mấy lần đi qua thấy dạng cá quẹt quẹt trong mình tưởng chuối đang đi săn gì rồi. Đây chắc là làm bên mắt cạnh đây rồi. Khu này đi ra rồi. Cùng mấy loại nó ngập, tôi thấy ông ngập lên gần sát với cái đường này cơ mà. Thế hôm nay nước nó rút lộ ra ngay nhỉ. Đây là cái ruộng trước là ruộng lúa mọi người nhé, nhưng mà người ta cắt lúa rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi trâu mọi người ạ. Ủa trứng gì ấy? Đây phải trứng không? Ủa, đây à? Ủa nhìn giống trứng. Trao chuột đấy. Ủa ngoài có cái máng này. Hả? Ngoài nước đang chảy ra ngoài máng này. Đây. Cánh ngoài đầu cống không khả năng này. Đây, nước đang chảy ra đây. Ừ. Ui, chạy, con này to, ông ơi. Đấy, ui. Đây rồi. Đâu rồi? Vừa xuống đây mà. Dính đây rồi. Dính đây rồi. Đấy. Đây rồi, đây. Đấy, ui, rồi, làm im đấy rồi. Nằm đây rồi. Cứ tưởng chạy đúng mất. Ui, toàn chép vàng vậy. Đẹp thấy không? Con này. Đây, ui nó phi đây. Ui. To rồi. Anh em nữa. Ui sao đây lắm chép đấy nhỉ? Chắc con vừa rồi nó đi sâu đàn lên đấy. Sâu đàn nó. Nếu cá mà sảnh ra ở ao ra thì nó đi sâu đàn nữa không nhỉ? Tại vì nó đang tập tính, nó đang ở trong ao, nó quen. À, đi ra ngoài nó sẽ đi cùng nhau. Thế rồi. Đây, con này to quá. Lên bờ rồi. Con này lên đúng chỗ. chạy đúng chỗ mắc cạn. Đỏ phết không ạ?
Có con to. Đây đây đây. Đâu đâu đâu. Đây đây. Chạy quả lạ sao ấy? Đây 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 đây, 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 đây nó chạy lên đây rồi. Đấy 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 đấy, trong bụi rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy rồi, thấy chưa, thấy chưa? Ôi giời. Lại được em nữa mọi người nhá. Lại được em nữa rồi. Xin dấu nhỉ. Chạy cá lên ruộng khoai. Lên ruộng khoai rồi. Dấu rồi. Ừ. Đang cạn mà, đang nước đang dồn đi rồi. Lỗ này dễ nhìn vừa dễ nó đánh được. Ừ, này thật ông luôn, này đi nhìn vô cũng được. Ừ. Cái mình tức cho nó đỡ phải bắt. Khi ở trong trong bụi bụi khoai này cũng có này. Đấy. Nhảy nó rút vào trong bụi này. Cái này rút vào trong này nó đậm này. Được. Ừ. Trong này nước nó to và sâu nữa. Chỗ này sâu ấy. Sâu ấy. Ừ. Và đúng cái rãnh sâu kinh. Cứ tưởng lồng. Sâu sợ này. Ui đây này, bên này ngập này đúng không? Chắc ăn hết lúa rồi. Ui nhỉ, ui lúa này. Biết là biết chuột ăn con gì mà ăn rồi mất nguyên mảng rồi. Nó ngứa cá cả trong đúng lúa luôn này. Ừ, không biết được thật. Ở đấy. Ui. Ui, kìa, kìa. Ở trong ấy, trong. Đây, đây, đây rồi. Đây, đây, đây. Ui, ui, ui. Em to, to sao ấy? Đây, em gì đấy? Ui, chép. Chép rồi. Ui. Ui, con này đúng trong đều. Đúng trong ruộng. Trong ruộng rồi đúng không? Ừ. Ui, trong ruộng. Trong ruộng này. Ui, đây. Ủa, đậu cũng có nhỉ.